Tình yêu bây giờ sao như trò chơi, tình yêu này như áo vội thay, tình yêu này như bánh kẹo qua tay, chỉ để mua chứ không thể cho. Tình yêu bây giờ không như ngày nào ta đến với nhau với cảm nhận thương đau. Tình yêu này chỉ thấy nhìn nhau bằng cảm nhận qua tay, bằng ngày giây tiền. Tình yêu bây giờ phải mua bằng tiền, không ai hiến dâng cho. Tình yêu bây giờ sao quá hững hờ, không mua sẽ thờ ơ. Anh sẽ không nhìn em và em sẽ không nhìn anh bằng con tim chân tình. Nếu không có tiền, nếu không có tiền.